Thưa quý vị các bạn, chiều hôm qua 11 tháng 11, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, cùng trên 200 nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục Kiên Giang qua các thời kỳ. Ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, ban hành quyết định số 167, chính thức chọn ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 20 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của giáo giới Việt Nam, không chỉ dành cho những người đã và đang công tác trong ngành giáo dục, mà trở thành ngày hội tri ân thầy cô được tổ chức trang trọng trong toàn xã hội. Tiếp nối truyền thống dễ dàng đó, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều thế hệ nhà giáo nêu cao tâm sáng, chí bền, tất cả vì học sinh thân yêu, đóng góp công sức vô cùng quý báu, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh vượt qua khó khăn thách thức. Đến nay, mạng lưới trường lớp phát triển đều khắp, tạo điều kiện huy động hầu hết học sinh trong độ tuổi đến trường. Nếu như năm học 1981-1982, toàn ngành chỉ có 245 trường từ mầm non đến phổ thông, với 1.819 phòng học, trong đó có gần 57% phòng học cây lá, nhất là có 426 phòng học K3. Thì đến năm học 2022-2023, có 638 trường, 10.030 phòng học, đã xóa hẳn phòng học K3, tăng 393 trường, tăng 8.211 phòng học so với năm học 1981-1982. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ giáo viên phát triển về số lượng và nâng lên về chất lượng. Nếu như năm học 1981-1982, toàn ngành có 3.146 cán bộ giáo viên, thì đến năm học 2022-2023 có 21.236 cán bộ giáo viên, tăng 18.090 người, trong đó có 146 nhà giáo ưu tú và hàng trăm cán bộ giáo viên là chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, giáo viên tiêu biểu. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn ngành giáo dục và đào tạo quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả của dịch bệnh COVID-19 trong dạy và học, tiếp tục thực hiện chủ đề năm học 2022-2023. Đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Đối với đội ngũ thầy cô giáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung yêu cầu cần tiếp tục phát huy tinh thần tận tụy yêu nghề, mến trẻ, tự rèn luyện, trao dồi truyền thống cách mạng, trách nhiệm của người kỹ sư tâm hồn đối với sự nghiệp trồng người cho xã hội, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Dịp này, ban tổ chức tặng quà tri ân cho những cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ, và chúc mừng những cá nhân là nhà giáo, cán bộ quản lý có thành tích tiêu biểu xuất sắc, được tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.